chào các bạn, mình là Như Nhi và bé mình là Như Ngọc. Hai mẹ con mình là tham gia cuộc thi vào bếp cùng mẹ để cho hai mẹ con có sự trải nghiệm, có một cái kỷ niệm gì đó trong món ăn với nhau. Đội mình là đội số 06, mong các bạn hãy bình chọn cho đội mình nhé.